vừa nhìn thấy với bài năng tài, bàn tay tài hoa của mình đã vẽ nên bức tranh cát tuyệt vời khiến tất cả chúng ta rung động đó. Hãy đứng lên. Chị đứng trong khán phòng và rưng rưng nước mắt. Chị nói, chị sẽ không nói gì đâu em ạ. Nhưng chị sẽ phải nói đôi câu nhé. Em xin kính chào tất cả các thầy, các cô, các anh, các chị và các bạn, các em. Em từ Việt Nam ra và đây là món quà em muốn dành cho tất cả những người đã từng gắn bó với tiếng Nga và đã học ở trường sư phạm ngoại ngữ, đại học sư phạm ngoại ngữ. Anh Phạm Văn Giang có ở khán phòng không nhỉ? Xin mời đèn trong khán phòng bật lên zoom để chúng tôi có thể nhìn thấy anh Phạm Văn Giang. Nếu anh ở đâu thì xin mời anh đứng dậy. Đèn khán phòng ạ. Anh Giang ạ. Anh Phạm Văn Giang ở kia ạ. À, đây là tác giả của ca khúc vừa rồi, chúng ta dành một tràng vỗ tay cho anh Phạm Văn Giang. Xin cảm ơn anh Phạm Văn Giang, xin cảm ơn chị Trần Minh Vân.